Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà của niềm vui và tình bằng hữu. Và quý vị thân mến, hôm nay chúng ta lại chào đón những người anh em trong gia đình thân yêu của Nhập Gia Tùy Tục chứ nhỉ? Dạ vâng, nhưng mà vì đây là một sự kiện trọng đại nên tôi muốn là chúng ta phải có một bữa tiệc để chào đón mọi người. Gì thì gì, có tiệc chào đón vẫn vui hơn. Đồng ý không ạ? Vâng. Ok. Xin mời bàn tiệc. Wow, ngon quá vậy ta. Bình tĩnh. Nhà đông người, cứ từ từ. Tiếp theo anh em chúng tôi sẽ giới thiệu những người anh chị em đến từ khắp nơi trên thế giới. CJ. Hansara. Phúc Mập. Các bạn ơi, Phúc Mập đây. Lily. Xin chào các bạn. Salim. Xin chào các bạn và khán giả. Và Mikachu. Bonsoir. Mời các em. Oh my god. Xin chào. Anh em mình vẫn phải ăn đúng cách. Các em phải chọn ra một món mà mình ăn ở trên đây và phải chấm đúng bát nước chấm của nó. Oh. Em tự tin em đi trước. Lấy đi first, nhường các em gái trước đã. Không bị nhà còn có em. Anh ơi nhanh lên đi, em muốn ăn rồi. Nhanh lên hộ em cái. Đàn ông đã đói rồi ấy thì quên đi hết việc ga lăng. Ladies first, cái gì là sao phải phân biệt giới tính? Ừ nhờ. Chính vì em đang nôn nóng nhất thì anh sẽ cho em ăn cuối cùng rồi. Chết chưa? Cái gì cũng phải bình tĩnh mà sống. Nào, xin mời Hansara trước. Anh ơi, em bình tĩnh rồi, em bình tĩnh lắm luôn ý. Chơi luôn cái to này luôn hả? Ôi giời ơi. Ai ăn cái gì thì ăn hết cái đấy. Đã chọn cái gì phải ăn hết cái đấy. Anh hiểu rồi. Anh đùa đấy. Không được đổi ý. Anh đùa. Anh hiểu rồi đấy. Thật sự thì đây là một cái thử thách em tự dành cho riêng em. Kệ em. Em đang giải thích anh ạ. Ok. Toàn này là beauty shot này. Em chọn đúng, chắc chắn. Chắc chắn em chọn đúng, em nghĩ vậy đúng không? Tại vì nó quá ngon. Em có nguyên tắc riêng của em. Món nào không có thịt lợn thì okay. Em sẽ ăn được. Em sẽ ăn phở cuốn đấy. Phở cuốn đấy. Về nước trong của nó là bao gồm nước mắm này, tỏi này, ớt này. Đáng lẽ phải có su hào hay là đu đủ thì đây là bị thiếu. Ăn sai rồi. Không hề sai một tí nào. Tự tin ghê. Đúng phở cuốn mà sao em hay ăn cuốn. Rồi bây giờ xin mời Lily. Em xin phép chọn nem giá. Nem quá đơn giản, mời em. Ngửi được, chưa biết. Cái này nó hơi ngọt. Hơi ngọt, cô ngửi nước chấm cô còn biết là ngọt nữa. Cái này nhiều tỏi hơn. Đúng là gái Bắc, đúng rồi. Đây là nàng dâu của đất Bắc đúng không? Miền Bắc. Không biết là đúng hay sai nhưng mà vẫn rất ngon đúng không em? Em nghĩ là em đúng, em nghĩ chị đúng. Em cũng rồi, nghĩ chị đúng. Tiếp theo. Đối với Phúc có hai lựa chọn với gỏi cùn là sốt đậu phộng hoặc là nước mắm. Phúc sẽ lấy sốt đậu phộng. Sốt đậu phộng là cái này mà. Cái này là cái gì? Anh nộ quá rồi. Đấy thế nào? Vẫn ngon. Không phải là sốt tôi thấy. Quan trọng là có đúng không chứ không phải là vẫn ngon. Ok, em chấm nem. Rồi, em sẽ chấm với nước chấm nào.
sao người Bắc. Em có biết cái loại nem này là nem của người Bắc hay người Nam không? Em đoán cái này là loại nem rất là ngon. Em đoán cái này là loại nem rất là ngon. Chúng ta còn một người cuối cùng là CJ. Cái này rất lạ. Nhưng mà trong này nó có cái gì hả? Cuốn diếp. Cứ ăn đi không phải sợ. Cái này rất là ngon. Khổ thế chứ. Em có linh cảm là món này đi với món này. Nào cố lên. Ngồi ơi đừng dỗi nha, bởi vì hôm trước mình vừa đi ăn món này mà bây giờ không nhớ nổi. Cậu rất sợ vợ. Vợ ơi dỗi nha. Ăn đi. Wow. Wow. Nếu đấy có phải là sốt cho món này thì những người sản xuất sốt cho món này thì phải đổi sang món này. Rất là ngon. Trong 6 người đã có 6 lựa chọn và trong đó có 5 lựa chọn đã sai. Wow. Có một người đã có một lựa chọn chính xác. Xin chúc mừng. Lily. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến một bữa tiệc vô cùng là rối loạn. Anh đưa cái thử thách gì đâu mà nó khó giống như cái con người của anh. Không, cục quá, người anh thì dễ tính thôi. Nhưng mà nói thật với quý vị là không chỉ riêng những người anh em của chúng tôi đến từ các nước khác đâu, mà ngay với người Việt thì cái thử thách vừa rồi cũng quá khó. Ngay và cả với chính bản thân anh. Em cũng vậy. Ừ, mà bây giờ cho chọn đâu ra thì khó lắm. Tại vì là mỗi nhà, mỗi vùng miền đều có một khẩu vị riêng, có cách thức riêng. Nhưng nhìn chung chúng tôi làm cái game này là trên tinh thần là số đông cho là nó như vậy. Cho em hỏi nhỏ một câu. Ơi. Ở nhà ăn uống có khó không? Không. Không. Anh là vợ anh nấu cho cái gì là anh ăn cái đấy. Cực dễ. Chắc không? Vợ giúp anh tí. Okay. Nói cho vui thế thôi. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần tiếp theo. Đó là một cái tiểu phẩm về văn hóa ăn uống của người Việt Nam. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Mời mọi người. Mẹ đặt sẵn cái bàn rồi nè. Nhanh lên. Hôm nay ngồi đây hả? Ngồi đây với mẹ, ngồi đây mẹ. Hôm nay mẹ có hai bất ngờ cho con. Họ hai chàng rể 1910. Mẹ ơi nhưng mà mẹ đừng khó tính như lần trước nhá. Ôi, sao đâu mẹ không phải có hoài á. Trời ơi là trời. Cành vàng lá ngọc của mẹ làm sao mà sơ sài được. Yên tâm để mẹ. Cười. Dạ. Chào bác. Chào em. Con có thể ngồi được không bác? Đứng đi chơi vui. Dạ con có món quà. Người tặng mẹ hả? Không, anh tặng em. Cảm ơn anh ạ. Ôi. Lãng mạn quá. Con tên gì? Dạ con tên là Michael. Michael. Dạ. Con làm nghề gì? Dạ con làm thinh. Dạ con làm thinh. Con làm thinh? Dạ. Tức là nhà nhiều tiền quá đó bác. Không làm gì cũng quá trời dư giả để sống rồi bác à. Bác cứ gả trâu cho con đi. Rồi hai đứa con làm biếng mà sống qua ngày. Nhìn bác với trâu ngồi cái bên như hai giọt nước vậy đó bác. Trâu đẹp như giọt nước suối vậy. Trời ơi. Bác. Nước mắm à. Ý con nói là bác mặn mòi như giọt nước mắm vậy đó. Mà nhà mình mà đâu có nhà nào mà không ăn nước mắm đúng không bác? Ôi trời ơi là cái món thiết yếu cho gia đình. Không, bác đại trà đó. Con giỡn, Té giỡn vui nhưng mà lại nó giàu lắm mắt tha thứ. Châu, mặt đẹp quá. Cảm ơn anh ạ. Châu ăn gì chưa? Em chưa. Chưa hả? Tí nữa ăn, tí mình nữa. Mình dọn món lên liền chứ. Chưa hả? Trời. Chào bác, chào Châu mới tới. Má ơi. Khi anh này vừa mở miệng thì con nghĩ là bác nên gả Châu cho ai rồi đó. Châu có phải là con ruột của bác không vậy? Chứ lẽ con nuôi cậu này. Dạ vậy? Dạ phải, tại vì con thấy Châu đẹp quá. Còn nhìn bác vui quá. Anh này là hú hồn. Hú hồn với con. Nhìn kế bên là đúng là
Không thoáng rồi, không ai biết là mẹ con luôn á. Không biết anh làm nghề gì mà nói chuyện duyên quá vậy? À, tôi bán ạ. Bán cái gì? Tôi bán nam bán nữ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bán nam bán nữ là gì cậu? Dạ, không, bán nam bán nữ tới đây chi? Không, con bán quần áo nam, quần áo nữ xuất khẩu. À, là kiểu bán ngoài chợ đó. Mẹ nói lấp lửng quá. Dựng cái kiosk rồi bán buôn qua lại hàng ngày, đắp đổ mưu sinh đó hả? Con thuê sân vận động con bán đồ thôi mà bác. Mẹ thích chàng kia. Mình vô tiệc dạ, chứ bác. Vô tiệc, vô tiệc. Lên món đi ạ. Lên món à. Con mời bác. Mời Châu. Dạ. Mời. Dạ, con mời bác. Mời con. Còn dạ. Có miếng cuối cùng là con ăn nha. Dạ, ông bà mình có câu heo mập nhờ cặn. Ê. À không, miếng ngon là miếng cuối cùng. Ý con là vậy đó, bác ăn đi bác. À thôi, cái miếng cuối cùng này bác sợ mập lắm. Thôi con ăn đi. Dạ, tại vì nhà con dưới quê cũng nuôi gà, con ăn gà ngán thôi. Mời anh. Thôi mệt quá con đổ. Ê. Chứ không ai ăn thì để làm gì? Thôi nghe, đồ ăn gì không chịu ăn mà bỏ vậy là phí phạm lắm đó. Chứ bây giờ anh xử lý làm sao đây? Xử lý cái gì xử lý? Giờ anh muốn xử lý đúng không? Ủa, mắc cười quá à. Xử lý là xử lý anh đó. Tôi sợ anh à. Ngồi im hết cho tôi. Hả? Châu, ngồi xuống. Em ngồi xuống đây Châu. Thôi, anh bình tĩnh, anh ơi. Mẹ ơi, cưới con rồi. Con ơi, cưới liền. Từ từ. Bác một miếng, Châu một miếng, bé này một miếng, và con một miếng. Xong. Mẹ ơi. Bác thấy quá gọn gàng không? Tại vì con nghĩ là cái văn hóa nhà mình lúc nào ăn cái miếng cuối cùng á, không chịu ăn, cái nhường qua nhường lại cuối cùng cái bỏ, cái là phí phạm, không được phí thức ăn như vậy bác à. Dành một tràng pháo tay cho Châu Bùi. Hello Châu. Mời em ngồi đây. Vâng, tôi thấy hiếm khi có cái chương trình nào mà tiểu phẩm khiến người xem cắn vào lưỡi mấy lần. Gớm hết đập bàn rồi đến chặt gà. Hình như anh thấy Mika còn định bỏ chạy đúng không? Em nghĩ là em sắp chết, em sút chết. Tại vì em thấy cái con dấu là không phải là giả nhưng mà thật các bạn. Ở Việt Nam mà những cái anh nào mà biết chặt thịt gà như vậy được rất là gọi là bố mẹ rất thích. Đấy, rất thích. Nhưng mà trước tiên là phải hỏi là mọi người đã gặp cái tình huống tương tự khi mà mình đi ăn chung với người khác. Bên hàng người ta gọi là một miếng lim xỉ đó. Những lúc mà mình phải đi ăn với các bạn bè hay là những cái lúc mà có tiệc thì lúc nào có miếng cuối cùng thì mọi người để lại. Thì em cũng có về em hỏi bố mẹ là: bố mẹ ơi, con thấy nói là đây là miếng sĩ diện ấy. Có nghĩa là nếu mà mình ăn vào là mình mất là mình gì? Mất sĩ diện lắm, nên mình có phải mình phải để thừa lại không? Thì bố mẹ em có giải thích cho em một cái rất là hay thế này. Có nghĩa là vì ngày xưa khi mà ông bà ta có đồ ăn á, là đồ ăn là một cái thứ rất là quý, vì không phải lúc nào thức ăn của chúng ta cũng có dư giả. Cho nên là những cái miếng cuối cùng thì thường là sẽ dành cho những người mà chưa no, những người mà còn đang đói bụng. Và đối với cả những ông bà ngày xưa của chúng ta thì cái miếng cuối cùng là cái miếng mà dành cho sự sẻ chia, là những cái miếng mà chúng ta sẽ đưa cho những người mà yêu thương, chứ không phải là cái miếng sĩ diện. Ví dụ người lớn gấp cho em có ăn hay không? Em có ăn. Đối với em, khi mà em được dạy như thế có nghĩa là đây là khi bố mẹ rất là thương mình, nên bố mẹ mới cho mình cái miếng cuối cùng thì mình trân trọng nó. Em đang đi ăn với bố vợ, lúc đấy là có 3 miếng thịt gà, xong miếng cuối cùng thì em rất là thèm, nhưng mà bố vợ chưa được ăn miếng nào cả. Thế là em bảo là có ai ăn cái này không? Thì bố vợ là bảo cậu này, cậu ăn nói trên bàn người Việt Nam như thế cậu lại không được rồi. Em đã thấy rất là xấu hổ, nhưng mà em vẫn phải ăn. Không, đấy xấu hổ đỏ hết mặt. Có câu là muốn ăn gắp bỏ cho người, các em nghe câu này chưa? Chưa. Tức là ví dụ em rất muốn ăn miếng này, gắp luôn thì mang tiếng xấu. Thực ra mình rất muốn miếng đấy, nhưng bây giờ mình ăn thì không được. Tôi gắp cho Châu, biết là nó no rồi, hoặc là cũng biết là nó cũng lịch sự, nếu mình gắp cho nó kiểu gì nó sẽ gắp lại. Thế là Châu ăn đi, xong rồi đưa bát này. Đấy nhá, không ăn nhá, đấy khổ quá ăn này. Em đi ăn với bạn bè thì cũng hay có cái miếng cuối cùng, ai cũng ngại, em chẳng ngại nữa. Em nghĩ là em phải là người chốt vàng chứ, ai cũng ngại thì cứ thế thôi. Get it. Thì với em đi ăn là chắc chắn không còn dư miếng nào. Còn ở Pháp thì sao Mika? Còn ở Pháp người ta cũng vậy, người ta không dám ăn hết. Nhưng điều đấy nó có đi ngược lại việc là chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn không nhỉ? Trong văn hóa của em là có đồ ăn ai cũng phải hết đến gọi là hạt cơm cuối cùng, không lãng phí bất cứ một hạt cơm nào. Đấy là quy định luôn. Ai mà lãng phí như vậy thì là vô đạo. Còn nhiều cái khác lắm, còn quy định là ai được gắp miếng nào trong cái đĩa đấy, các em có biết được đấy không? Ví dụ như là một con gà nhá, nhất thủ nhì vĩ. Tức là
Thủ là đầu, Vĩ là đuôi. Nếu như cụ nào mà là người lớn tuổi nhất trong cái mâm đấy thì được ăn cái đầu gà. Nhưng mà nếu không thích thì làm gì? Thì vẫn phải cố mà ăn thôi, nếu không em không phải là người đứng đầu. Ok. Có phải cái chuyện ăn uống nó trở nên quá áp lực trên bàn ăn mà mình phải thật sự để ý mọi cái hành động của mình? Vậy ở đất nước của các bạn, cái bữa ăn nó có áp lực như thế không? Nước Mỹ ít cầu chụp hơn, không ai quan tâm về lịch sử. Gia đình của Phúc and bạn bè của Phúc just ăn liền, không chở mọi người, không chở đầu gà, không chở gì, just bắt đầu ăn liền. Có một lần mà Châu sang Pháp đi dự cái show diễn ấy, thì khi mà ngồi cái bàn tròn ăn rất là đông người, thì lúc nào cũng sẽ là bên trái của mình cũng có đĩa tròn, bên này cũng có đĩa ăn bánh mì, ở trên này có cốc, trên này có cốc. Châu nhớ là mình phải sử dụng tất cả những cái dĩa từ ngoài vào trong dần. Dạ, dạ, chính xác, phải làm như vậy. Và Châu có đọc ở trên mạng là có một cái tip cho mọi người khi mà sang Pháp ăn, đó chính là mình giơ tay như thế này. B có nghĩa là bánh mì, và D, D này, drink. Thì cái cốc bên phải của mình sẽ là cốc, là cốc mà mình được cầm. Còn bên bên trái này là cốc của người bên trái mình. Bây giờ nha, mỗi người sẽ đưa ra một cái điều kiên kỵ trong cái văn hóa ăn uống của nước các bạn. Ví dụ đó, xin sẽ nói là người Việt Nam không muốn chúng ta ăn mà nhai chóp chép. Như vậy là không lịch sự, hoặc là không được ngồi rung đùi khi ăn. Như em ở nhà thì sẽ được dạy là không được cắm đũa vào bát ăn. Đúng rồi. Không được cắm đũa vào bát ăn cơm vì giống như là cúng. Cơm cúng. Hay là lúc mà xới cơm thì lúc nào phải xới hai thìa. Chứ xới một thì là giống là xới cơm xới cúng. Xới cho ma. Xới ba. Xới cho người. Xới ba là cho chó. Đúng rồi. thầy bố dạy như vậy. Bên Hàn có quy tắc là không được cầm đũa hoặc muỗng lên trước khi người lớn nhất đã bắt đầu ăn. Phải đợi người lớn ăn, bắt đầu ăn thì mình mới cầm đũa lên ăn. Mà thực ra nói là kiên kỵ hẳn thì nó cũng không hẳn. Đây là phép tắc thôi. Dạ, đa số giống như là gia đình, một gia đình khi mà đi ăn thì có thể là con cái đi học về đói quá, có thể ăn vội luôn. Nên là không nhất thiết phải nói là kiên kỵ, nhưng mà em đã được dạy từ hồi bé là phải đợi người lớn ăn trước. Và em út trong đó phải là người rót nước cho tất cả mọi người theo tuổi. Khổ quá, thằng nào nó càng ngày càng còi đi nữa. Bên văn hóa đạo Hồi nói chung không được phép sử dụng tay trái khi ăn, hoàn toàn cấm luôn. Mẹ chỉ em dùng tay phải sao? Đấy vẫn bởi vì tập. Tay trái sẽ sử dụng khi mà đi vệ sinh cá nhân. Đấy, một cái rất quan trọng nữa đó chính là phải cắt móng tay thật kỹ và rửa tay thật sạch trước khi ăn. Anh Salim, em có câu hỏi, vậy các chị hoặc là các anh bên đó không có làm móng ạ? Có người làm, bởi vì không phải là ai cũng ăn bằng tay đâu. Thì có người ăn bằng thìa mà Salim vẫn giữ gìn. Bởi vì sao ăn bằng tay? Nó rất là ngon. Ở chỗ là khi mà mình chạm vào cơm và đồ ăn ấy, mình sẽ cảm nhận cái độ nóng của đồ ăn. Thì khi mình cho vào cái miệng của mình ấy, thì mình sẽ không bị bỏng. Đấy, nói chung là mình sẽ cảm nhận được cái vị của là ngon nhất của món ăn. Cái thời gian ngon nhất của cái món ăn đấy mà bóp tay á, là lúc mà mình liếm tay. Mình liếm cái tay của mình. Có thể mọi người sẽ thấy nó hơi kỳ một chút, nhưng mà là với Salim thì cực kỳ thích. Đúng rồi. Đấy. Đất nước của CJ cũng vậy. Nhưng mà như ở Nga ấy, thì nếu mà liếm tay thì như thế là không lịch sự. Ok. Bây giờ thì món ăn đến từ anh chàng CJ sẽ mô phỏng cách ăn bằng tay. Giống như Salim, đất nước của Salim là không được dùng tay trái, bởi vì tay trái là để làm dùng những cái việc bằng. Khác. Ok. Okay. Dùng bao nhiêu ngón để ăn? Dùng hết 5, nhưng mà không được dùng hai tay. Có thể lấy một miếng như thế này. Đó. Sau đó chấm, không chỉ là chấm nhá, mà là phải bóp. Bóp như này. Xúc vào, xúc lên. Phải dùng tay nhỏ này để bóp, nó phải nhiều sốt. Và thế mà ăn thôi. Okay. Mình có mút cái ngón tay không? Phải mút. Xin cảm nhận là sẽ đi rửa tay sạch sẽ rồi nhá. Rồi, xin nói trước là nó hơi cay, hơi cay một chút. Dạ được ạ, mang được cay. Ok, tuyệt vời. Đầu tiên là sẽ lấy một miếng bánh. Bỏ tay một tay nha, bỏ tay nha. Trừ điểm thanh lịch. Nghĩa là khi mà mình cầm vào thì mình thấy nó không nó phải hơi dính dính nó hơi đúng dính không? Dính thì nó chưa phải như cái bánh bao. Đúng rồi. Không, anh thấy giống bánh dày hơn. Xin mời. Xong mút đủ đắp đầu ngón tay đấy. Một. Chính xác. Hai. Chính xác. Ba. Còn hai cái ngón kia. Thì sao? Mấy ngon. Ok. Rồi, tiếp tục. Có thấy cay không? Không, mẹ em ăn được cay. Ui, tuyệt vời. Oh my god. Ui, em tưởng cái này là bánh. Không phải bánh đâu, nó là làm từ bột. Oh. Nó rất là dính nha.
cảm nhận của nó khác hẳn, nó không bị cứng quá. Hơi hơi giống cơm nắm. Ôi trời, bây giờ làm nào, chỉ có móng tay thôi. Okay. Toàn bay. Có được đút cho người khác không? Anh giúp rồi. Dạ. Có được đút cho người khác không? Em thì em không được phép bởi vì em có hoa này có chủ rồi. Cô lên Mika. Wow. Trời ơi, và bây giờ Mika có đồ ăn ở trong mông tay. Liếm luôn hoặc là đó. Thật ra thì mông tay rất là tiện lợi, tại vì sau đó mình làm như vậy là quá. Ngon không? Léo léo. Ok, Mika nói thật. Nhưng mà rất cay. Anh rất thú vị. Cả cái bột với cả cái phần cá là ta, nó đều có cái một cái vị rất là quen thuộc với em. Nó giống cái cơm cá cơm xào. Còn cái bột thì nó giống như cái bánh gạo Hàn Quốc mà kiểu rằng nhão ấy. Mochi. Như em có móng tay thì em thấy rất là khó xử ấy. Mà không biết phải làm thế nào, bởi vì là khi mà em gạt như thế thì tất cả mọi thứ thức ăn cũng đều ở trong móng tay hết. Và lúc đấy em sẽ rất là ngại. Nhưng trong trường hợp đấy, nếu mà Lily lại ăn bằng thìa thì nó sẽ có một chút gì đó không tôn trọng cho lắm. Phải ăn bằng tay. Thì lúc đấy phải chấp nhận ăn cả móng tay thôi. Theo Phúc, ở Mỹ đồ ăn phổ biến là pizza, hamburger, ăn tay. Yeah, chúng tôi ăn bằng tay không đúng sao rồi. Đâu. Em hiểu tại sao mà chúng ta nên dùng bằng tay, tại vì chúng ta khi chúng ta cầm được cái bột này, chúng ta nắm vào cái thịt cả cái cá ấy, thì nó mới được quyện cái sốt và cái thịt nó mới nằm ở trong này. Em nghĩ dùng thìa sẽ không làm được như vậy. Chính xác. Nhưng mà nó rất là ngon, cho nên là em cảm thấy là nếu mà chai măn sẽ ăn bằng tay đó. Yeah. Nếu xin chị mọi Mika để anh tối và cả buổi tối Mika phải ăn như vậy thì chắc chắn Mika sẽ khóc hù hù. Có thể đang hên hổ nhưng mà em không sexy nữa. Thì không tốt, không. Nhưng mà đấy là bởi vì là Mika không phải người Nigeria. Yeah. Nếu Mika là người Nigeria thì vì món đấy đã thèm lắm rồi thì không cho ai để mà nói là ăn bằng cái gì luôn á. Không có sĩ diện ở đâu hết, bởi vì món đây là ai cũng biết là ui món này phải ăn bằng tay đó. Bởi vì sẽ mất rất nhiều thời gian để nấu món đó, cho nên đúng rồi. Salim đoán là món ăn rất là đáng quý. Ở Việt Nam có một câu cái này cũng không biết là có phải ca dao nhưng mà dân gian hay dùng, đó là thịt gà, xôi nếp, đàn bà, cả ba thứ đấy đều là dùng tay. Hả? Là dùng sao? Thịt gà thì nó rất dai. Mà bọn em đang hỏi là đàn bà cô. Đàn bà thì đây là đang nói chuyện là đàn bà đàn ông. Dùng tay đây là gì? Để nâng niu. Thế không lẽ dùng chân à? Dùng tay chứ. Ý là nâng niu, chiều chuộng. Anh thì cái gì cũng nói được. Đương nhiên. Dựa theo cái tiểu phẩm mà các bạn vừa mới coi thì chúng ta có một cái nhận định là để tỏ ra lịch sự, chúng ta không nên ăn miếng cuối cùng trên bàn ăn. Đồng ý hay không đồng ý? Tùy theo là đối phương đang ăn cùng với mình như thế nào nữa ạ. Ok, như vậy cô em út của chúng ta là có ý kiến khác. Tại vì là nếu mà em cảm thấy đối phương cảm thấy chưa đủ thì em sẽ không ăn. Còn nếu mà em cảm thấy đối phương đủ rồi mà em cảm thấy chưa đủ thì em sẽ ăn. Em chỉ cảm thấy thôi hả? Cảm thấy bằng cách nào? Làm sao biết được? Tại em sẽ chỉ đi ăn với người thân của em thôi á. Nhưng cuộc đời em đâu chỉ đi ăn với người thân của em. Thế nếu mà cả hai cùng không đủ thì ai sẽ ăn? Em sẽ là người nhường. Hoặc là cầm dao chặt rồi. Đúng rồi, như là trong tiểu phẩm. Có thể xẻ ra. Đơn hàng người ta có câu là bản thân chỉ hạt đậu cũng phải chia đôi ra ăn. À, bản thân tức là hạt đậu cũng phải chia đôi ra để ăn. Vậy là cái miếng gà hồi nãy là em sẽ là người đeo ra chặt cái miếng gà đó đúng không? Nếu mà mọi lại phiền bạn phục vụ, bạn ra đây mình chút có chuyện gì đấy? Cho chị mượn con dao. Làm cái bàm phát này à? Em nghĩ đơn giản ấy, là việc nấu ăn hay là việc ăn không nên có bất cứ nguyên tắc gì cả. Chỉ duy nhất ở một số lĩnh vực có thể là gọi là ngoại giao thì cái đó phải tuân theo. Đây, thoải mái. Mình là tôi không làm bẩn bạn hay là không có cái gì. Thoải mái mà, không làm rơi đồ ăn nào cho bạn. Ở Việt Nam, Mika có một bạn người Việt. Thì nếu có một nhìn cuối cùng bạn này luôn luôn nói: trời ơi Mika, nghĩ về người châu Phi nha. Để Mika ăn hết. Cho nên, think about the Africans who starving so. Đây là phương pháp để ăn hết và sau đó không ai cần cãi nhau. Lúc nãy cả Salim cũng nói là ăn uống nhiều khi phải thoải mái một chút. Vì nếu như ăn uống mà căng thẳng như này thì dễ đau dạ dày lắm. Thế nhưng mà đôi khi trong những cái lễ lạt hoặc một vài sự kiện quan trọng thì cái việc biết cái quy tắc ăn uống cũng rất quan trọng. Ở Việt Nam còn có một câu nữa là ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Các em biết là như nào không? Hướng, ngồi trông hướng. Anh giải thích luôn đi anh. Có nhiều người cho rằng ấy, trước khi ăn tiếp theo bát tiếp theo ấy, em phải nhìn xem nồi còn hay là hết rồi. Kể cả mình còn đang muốn ăn nhưng mà mình nhường cho những người chưa ăn được nhiều.
ở nhà em á là còn có một cái nữa là khi ăn trong nồi, có nghĩa là ví dụ nếu mà em ngồi cạnh cái nồi cơm thì em phải nhìn quan sát xem là ai mà gần hết cơm rồi là tay em phải giơ ra là cho con xin bát cơm con sới thêm. Đúng rồi. Có nghĩa là mình phải trông là xem là không được để cho mọi người nói là cho bác xin thêm bát cơm. Thế phải đấy gọi là trông bát chứ. Không, mà đấy là nhà trông nồi đấy ạ. Trông nồi. Phải trông xem là mọi người hết là phải sới thêm. Tức là thậm chí là vừa bưng bát cơm lên, đưa anh sới, rồi lại sới, sới vừa xong. Làm nhân viên phục vụ luôn. Và gần như là vậy luôn. Rồi, bà con tề tụ đông đủ rồi. Có ngay. Trời lên ơi. Lên đi mà. Chà, khách đông dữ người ta. Này thiếu nhiều. Ngồi lại. Đã ngồi lại rồi. Ngồi lại đi. Từ mấy đứa. Trời ơi. Trời ơi, công nhờ mấy đứa không sợ. Đáng yêu mà. Đáng yêu. Cắn được thế, nó cắn đấy. Nó cắn cái đầu, nó cắn đấy. Có cắn. Ông mày cầm bằng đuôi này. Cầm tay. Mình không ăn từ cái đầu nha. Ồ vãi hả? Dustin nói là không được ăn đầu, nhưng mà đó là người sợ có thể ăn đầu được. Hay quá. Ngon mà. Béo. Ăn được cả đầu á. Béo. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là con đuông dừa. Nghe đã cảm thấy buồn nôn rồi. Khó chịu khổ. Ngon không? Ôi, anh cắn dễ thế. Bất mình phải đứng ở đây nha, mình không muốn nghe luôn. Không muốn đi thấy, không muốn nghe. Anh ấy sao, cái gì nó làm sao? Thì da nó dai. Nhưng mà trong nó thì nó lại rất nhiều nước. Nhưng mà lúc mà bỏ vô nó có ngọ ngoại không? Không, bởi vì mình cắn nhanh quá. Cắn liền. Đúng rồi, giật cái đầu nó ra. À, cái đầu phải rã. Ok. Ôi trời. Sao ạ? Béo không? Nút luôn. Nút thôi. Em có thấy gì hết. Rồi, tới Mika. Mika này đi. Cái nào ngon nhất? Theo các bạn. To, cái to. Nhưng mà ok, cái này không ăn được. Đúng rồi. Chấm. By the way, merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Putain. Con nhìn được. Phải cầm đũa. Cái này cao quá. Mới nửa con à. Dài quá. Anh đang nghe mà anh cảm thấy khó chịu rồi. Anh mà nhìn anh nôn ngay. Anh sẽ khó chịu. Ra đi vào đi. Rồi công đức của em. Thank you, merci. Thực ra là em đã ăn đuông dừa 2 lần rồi. Wow. Thậm chí là ăn cái món pizza đuông dừa rồi. Sống không? Có, sống chứ. Bọn em tự làm, tức là trên kênh của bọn em đã làm. Cái kênh không ai bắn xong. Em bảo này, thực ra là người Nga rất là gan dạ. Bình thường người ta sẽ không sợ những cái thứ này. Nên là đối với em, đây là điều rất là bình thường mà em ăn một cách bình thường. Được. Người Nga mạnh mẽ. Em không sợ một cái gì hết. Người Nga mạnh mẽ. Yeah. Wow, mạnh mẽ. Có vấn đề gì không? À không, không có vấn đề. Mọi người cứ ăn thoải mái. Nhưng mà em sẽ không thể nhìn được. Em thề. Em không thể nhìn được. Vâng. Và đến mức kiểu nghe em cũng đã khó chịu rồi. Con thì nó có kêu đâu. Nhưng mà nghe mọi người đang nói về nó thì em cảm thấy khó chịu rồi. Bởi vì em có một chút tưởng tượng rồi. Em đã từng nhìn thấy nó rồi. Và nhìn người ta ăn ấy thì em... Ok. Chàng trai này mong manh yếu đuối lắm. Vâng, nên là quý vị cũng thông cảm. Trông thế thôi, chứ gia trưởng thế thôi, nhưng mà sợ đuông dừa. Không phải sợ, mà khó chịu, cảm giác buồn nôn. Đúng rồi. Ok. Vừa rồi là món đuông dừa. Con đuông dừa này á, nó sống ở trong thân cây dừa và nó ăn lõi của cây dừa. Nếu như mà ai dị ứng với những cái loại côn trùng hoặc là những loại thực phẩm mà nó có đốt hoặc là đang còn sống thì các bạn cũng có thể không cần phải ăn. Nhưng đây là một món đặc sản của Việt Nam, rất là ngon. Có hai người sợ mà vẫn nhìn. Đó là Hasara là vẫn đứng nhìn được. Cô ấy chỉ chạy vòng quanh thôi. Nhưng mà Salim thì là mất tích rồi. Và anh Xoay thì không dám ăn. Anh không ăn được những con gì còn đang sống. À. Còn nếu mà nó đai rồi thì anh ăn vô tư. Yeah, chào mừng Salim.
Có một lúc em đi du lịch ở Đà Lạt và em có cơ hội để ăn thứ con chó. Em nghĩ là vì có một số người ở Việt Nam ăn được món này cho nên em cũng có thể thử. Cho nên em ăn rồi. Kết quả như nào? Thật sự em cảm thấy là không ngon. Tại vì giống như là plastic, là nhằm 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 nhằm. Và cái sốt màu tim cũng là hơi mặn và thương. Mắm và tôm. Mắm tôm. Thịt nó dai quá nên bạn bảo là giống plastic, giống nhựa. Giống như plastic cho nên là không phải em không quan tâm đến con chó, nhưng mà em chỉ tò mò thôi về văn hóa của Việt Nam. Hàn Quốc hình như cũng có món thịt chó đúng không? Em nhớ là ngày xưa có, còn hiện giờ để mà tìm thì em thấy khó lắm. Đây là góc nhìn của Phúc. Mặc dù Phúc không ăn thịt chó, nhưng Phúc thấy nhiều người là đạo đức giả. Tại vì nhiều người ăn thịt, thịt gà, thịt vịt. And họ nói, but con chó đây là thử khương. Phúc là người có con gà thử khương, con vịt thử khương. Nhưng mà mọi người đang ăn. So, tại sao nói vậy? Thịt chó hoặc là thịt mèo, không ăn được nhưng mà vẫn ăn thịt gà, cả đời. Đó là đạo đức giả. Ok, thế anh vừa gọi em đạo đức giả. Từ, anh không đồng ý là cái đạo đức giả là cái sao? Có 1.800.000.000 người Hồi giáo trên thế giới này không ăn thịt chó, ok, và nó theo tôn giáo của họ. Thứ hai là bên châu Âu, cả ở Mỹ cũng hoàn toàn rất nhiều người cũng không ăn thịt chó. Và phần tư thế giới là không ăn thịt chó rồi. Ok, bao nhiêu người ở nước Ấn Độ không ăn thịt bò? Bao nhiêu người ở Trung Đông không ăn thịt heo? Yeah, có nhiều người không ăn thịt này hoặc là thịt kia. Nhưng mà ăn thịt là thịt, động vật là động vật. Xin lỗi, thú cưng là thú cưng. Có nghĩa là Phúc có ý nói là thịt nào của động vật cũng như nhau. Tại sao chúng ta lại phân biệt là chỉ có chó mới không nên ăn mà chúng ta lại có quyền ăn gà, bò, heo? Theo phân tích của Đạo Hồi, tức là ăn những cái động vật mà nó ăn cỏ thì được phép ăn. Còn những cái động vật mà ăn thịt thì là không được phép ăn. Còn ăn thịt đúng là cơ thể của chúng ta phải có thịt thì mới gọi là đủ chất dinh dưỡng. Nhiều người cũng bảo là vẫn có thể có protein ở trong các loại rau hoặc là củ quả, nhưng mà nó không bằng cái loại protein mà nó trong cái thịt của động vật. Riêng em thì em không quá tấn công những người mà ăn thịt chó. Nếu đấy là văn hóa của một đất nước nào đó hoặc là một vùng miền nào đó thì em hoàn toàn tôn trọng. Ví dụ như có một số ngư dân ở vùng biển thì coi con cá voi là cá ông, mọi người rất tôn thờ con đấy. Nhưng ở Nhật Bản thì đơn giản là có cả luôn cả sashimi cá voi. Các nước Hồi giáo hay các nước Ả Rập chẳng hạn mà là đa phần là theo Đạo Hồi ấy, bạn mà ăn thịt lợn trước mặt họ ấy là bạn sẽ bị kỳ thị kinh khủng. Bạn có khi là sẽ bị chửi, hoặc là có khi là bạn bị đuổi về nước chẳng hạn đấy. Đánh luôn. Đấy. Cho nên ở đâu thì mình tôn trọng văn hóa của nơi đó. Chẳng hạn như là Ấn Độ, người ta không ăn thịt bò, em sẽ không bao giờ ăn thịt bò trước mặt những người thờ con bò. Đấy. Em mong rằng người Việt Nam hiểu một điều là người Đạo Hồi không ăn thịt lợn và họ sẽ cảm thấy rất khó chịu khi giao cho họ thịt lợn. Cho nên chúng tôi sống ở Việt Nam thì chúng tôi tôn trọng văn hóa Việt Nam và tôn trọng con người Việt Nam. Và mỗi người Việt Nam muốn ăn gì thì cũng ăn thoải mái, miễn là không ép tôi phải theo bạn. Chương trình của chúng ta tên là Nhấp Ra Tùy Tục, nhưng tùy từng tục. Cái vấn đề là nếu mà có nhu cầu ý ạ, ăn thịt chó gây ra một cái nạn là người ta sẽ trộm chó và ăn thịt chó mà người khác nuôi. Đúng rồi. Thì cái đấy là rất là xấu, em rất không thích cái điều đấy. Em thấy là rất là nhiều như kiểu chó nhà các bác bị trộm này, rồi mà toàn là những con chó mà kiểu các bác nuôi lâu năm bị trộm, xong rồi bị kéo lê ở ngoài đường ấy. Ở Việt Nam mình rất là hay trộm chó và đưa cái bả chó nữa, hay đánh bả chó. Và trong cái bả chó thì có hóa chất, nên là khi mà con chó ăn cái bả chó đấy vào, có hóa chất trong người và mình ăn vào thì rất là dễ chết. Thì đấy là một cái nó còn nguy hiểm hơn. Hay là rất là nhiều con chó bị dại mình không biết và bị trộm chó rồi làm thịt lên mà mình ăn vào những con chó dại thì cũng rất là nguy hiểm. Và có những người đã bị chết vì ăn thịt chó rồi. Thì đấy là một cái lý do lớn hơn mà chúng ta nên nói là không nên ăn thịt chó nữa. Rất đồng ý. Cái này phải nói thật là như này. Ngày xưa ấy, trong dân gian thì người Việt Nam nhà nào cũng nuôi vài con chó để trông nhà, cũng không hẳn là thân thiết lắm như bây giờ mình bế đi ngủ rồi cho ăn vuốt ve này nọ đâu. Mà thực ra những con chó thuần chất là cũng như các loại động vật khác được nuôi ở trong nhà. Thì thi thoảng kiểu nhà có khách cái gì đấy mà muốn làm nó thật là trang trọng, hoặc vào những dịp đặc biệt, có những nơi phải vào những dịp lễ thì người ta mới có món ngon là món thịt chó. Đây là một cái món mà về mặt khoa học thì nó rất nhiều đạm. Thì đôi khi là có những nơi văn hóa thì người ta vẫn ăn thịt chó.
Nếu mà bây giờ mà trẻ nhỏ có vấn đề ra để xem đâu là đúng, đâu là sai, ăn con gì thì đúng, ăn con gì là sai, thì nó rất tùy từng người. Đầu tiên là tùy mỗi người đã. Thứ hai là tùy cái phong tục văn hóa ở đấy. Và thứ ba là tùy cái hoàn cảnh. Và thứ tư nữa là tùy đấy, còn tôn giáo rồi còn rất nhiều thứ khác nữa. Thôi bây giờ thử hỏi mọi người xem mọi người đã ăn những món nào tại Việt Nam nhá. Rất thích ăn thịt chuột. Rất thích ăn thịt chuột. Đó là lần đầu đó là lần đầu tiên mà Phúc lên TV ở Việt Nam. Họ hỏi Phúc là Phúc ăn cái gì cũng được, đúng đúng không? Sẽ ăn đúng rồi. Ăn món đầu tiên là thịt chuột đồng. Thịt chuột đồng. Nó rất là ngon. Để cho Salim bớt cảm thấy bị xin lỗi. Căng thẳng thì chúng ta sẽ nói đến những món ngon của Việt Nam mà các bạn ăn. Vâng, em khi mới sang Việt Nam em không chịu được mùi nước mắm. Nhưng mà bây giờ khi em ăn đồ ăn Việt Nam mà không có nước mắm, em không thể thấy nó ngon. Tức là phải có nước mắm thì em mới ăn được. Nó rất ngon. Kể cả ăn pizza vẫn phải có bát nước mắm. Không, tức là một số món ăn mà ăn với nước mắm ấy thì là phải có thì em mới ăn được. Mùa em nhỏ em có một cái biệt danh là cô bé uống nước mắm. Uống nước mắm. Dạ, là khi mà mọi người ăn một cái món gì đó mà phải chấm nước mắm hay gì đó là em gần như là em uống luôn. Thế thì em làm ngư dân được, tại vì những người ngư dân mà phải lặn biển lạnh ấy, bao giờ họ cũng sẽ uống một bát nước mắm rất là cao đạm để cho nó nóng người xong để họ lặn. CJ rất thích ăn bún chả. Anh giống em thế, em hồi mới về Việt Nam em cũng rất thích ăn bún chả và một năm em ăn liên tục, ngày nào em cũng ăn, cứ trưa nào em cũng ra ăn bún chả. Nó là món ăn rất là đặc biệt, gọi là nem rán. Nhưng mà vì nó người Việt Nam hay làm bằng thịt lợn thì em rất tò mò và em nhìn từ người ta khi cắn nó rất là giòn thì em rất muốn thử, nhưng mà vì có thịt lợn thì em không thể ăn được nên em đã chế biến và thay thế thịt lợn bằng thịt bò và nó trở thành một món ăn rất ngon. Thịt bò là hơi sang đó. Nhà có điều kiện mà. Thế lúc nào mời em đến nhà anh, vợ anh làm nem chay. Ngon, em cực kỳ thích. Rồi. Phúc sống ở đây lâu lắm rồi, đôi vài Phúc không có món nào so sánh được với bún bò Huế. Đức Sinh cũng thấy là bún bò Huế là năm Phúc mắt, Phúc nhỏ. Trời ơi, cũng thích bún bò Huế. Nếu là mùa lạnh, ví dụ mùa đông của Hà Nội thì em rất là thích ăn phở gà bởi vì nó nóng. Đấy, em có thể uống nhiều nước. Giờ hỏi các cô gái, Hasara, em thích nhất món nào ở Việt Nam? Top 5 của em thì em kể được. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm, wow. Bún thịt nướng chả giò. Bún thịt nướng chả giò. Cơm sườn trứng. Cơm sườn trứng nữa. Bánh mì nhưng mà full topping. Bánh mì full topping. Bánh mì đấy là như nào? Bánh mì full topping đấy là nó bánh không giống như bánh mì gầy gầy đâu mà cái bánh mì nó to chả bá lửa như này này. Ở trong toàn topping không. Ok, thứ 5. Khó quá, gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Có khi em mở nhà hàng được. Ok. À không, em đổi qua gỏi gà đi. Cho em 6 món luôn rồi đó. Canh chua, canh khoai môn. Bắt đầu lại kể tiếp đấy. Sườn xào chua ngọt ạ. Vẫn chưa xong. Em còn nhiều món lắm. Em mang hết cái nước Việt Nam. Dạ, yeah, em rất là rành quán ăn Việt Nam. Anh ơi, 7 năm ở Việt Nam mà chưa lần nào ăn bánh chưng vì có thịt lợn. Thì là em lại làm bằng thịt cừu. Và sau này em sẽ làm bằng thịt lạc đà. Ui. Nó là càng là kiểu nó sự kết hợp với cả Việt Nam. Chúc em sẽ mở quán thành công. Cảm ơn anh. Bán bánh chưng thịt cừu. Ok, nó sẽ rất đặc biệt đấy. Mika rất thích hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Nhưng mà thật ra khi Mika ăn món này, Mika không nhìn, Mika chỉ là hấp. Ông ăn như vậy, tại vì nếu như thịt ra như vậy là no. Mika thấy thật ra thì nhiều món ở Việt Nam rất là ngon. Chỉ có thể có một số món có thể khó ăn đối với gu của Mika. Nhưng mà thật sự cái cuisine của Việt Nam rất là phong phú. Phong phú đa dạng, đúng rồi. Yeah. Chúng ta lại đến với phần rất quan trọng, đó là vote. Vậy thì bây giờ nhận định của chúng ta như sau. Khi đến một quốc gia, bạn nên ăn tất cả các món ăn độc đáo nhất của địa phương đó. Đúng hay sai? Ước mơ của em là ăn hết cả thế giới. Rồi, ăn hết. Cho bùi là gì? Không ăn. Nhưng mà từ nếu mà cái món đặc sản đấy là thịt chó thì em lại không đồng ý. Đấy thì đây tất cả các món ví dụ như đuông dừa vừa rồi em giờ chạy. Đấy em có ngoại lệ, có nghĩa là em sẽ không đồng ý. Thôi em không đồng ý. Lily là táo bạo. Rồi. Em đồng ý. Mikachu táo bạo. Và Salim vẫn sang chấn từ vụ đuông dừa, nhìn mặt là biết. Có những cô gái không thể nào mà ăn con đuông dừa như là Mikachu. Mika xin lỗi nhưng mà ít nhất là Mika cố gắng. Yeah. Ý là Mika rất tự hào. Mika rất tự hào. Mặc dù Mika không ăn được nhưng mà ít nhất là cố gắng.
Có nhiều người bị dị ứng với con đuông dừa hay là côn trùng ấy, ăn anh là đừng bị nhắc ốm nữa luôn ấy. Thôi thôi anh, thôi anh không nói con đấy nữa đại khái. Ok, đừng nhắc đến tên nó. Thế từ giờ mình đặt con đấy là con salimi. Kể cho anh. Em không ăn được đồ cúm. Đồ gì? Đồ gì? Đồ cúm, tức là những cái đồ ăn mà người ta đã cúm trên bàn. Đạo của em không cho phép. Thế ví dụ em đến nhà vợ em vào dịp Tết để nấu, để có bữa cơm tất niên mà bữa cơm đấy là người ta cũng đem cúng rồi thì em phải ăn cái phần mà không. Đúng rồi, tất cả mọi người đều biết trong nhà vợ em rồi là CJ không ăn đồ cúm và họ sẽ là người trực tiếp nói cho CJ là CJ không ăn đồ này thì là đồ cúm rồi. Tất cả mọi người đều biết rồi. Như vậy là vừa rồi chúng ta cũng đã thấy được có rất nhiều những quan điểm khác nhau, thậm chí là trái ngược hẳn với nhau, bởi vì chúng ta đến từ nhiều vùng đất khác nhau, được sinh ra ở trong những gia đình khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, ăn những thức ăn khác nhau. Nhưng điều đó không khiến cho chúng ta quên rằng chúng ta luôn tôn trọng sự khác biệt. Và các bạn khán giả cũng vậy, các bạn cũng có thể đồng ý hoặc là bất đồng với những quan điểm mà chương trình đưa ra. Hãy bình luận ở trong YouTube và fanpage của Nhập Gia Tùy Tục để chúng tôi có thể biết thêm về ý kiến của các bạn nhé. Vâng, và thưa quý vị, xét cho cùng thức ăn cũng là để nuôi lớn những con người ở vùng đất đấy. Nên khi ngày xưa khi chưa có điều kiện để đi lại thì gần như người ở vùng nào sẽ được nuôi lớn bởi thức ăn của vùng đấy. Nên họ sẽ hợp với thức ăn của vùng đấy một cách rất tự nhiên. Và nhưng bây giờ khi chúng ta có điều kiện để đi lại giống như các bạn đây đến Việt Nam và định cư được ở đây thì các bạn sẽ được tiếp cận với lại những thức ăn của những vùng khác nữa và họ cũng sẽ có những điều hòa nhập dần. Cũng có thể có những cái này hợp luôn, có những cái thì cũng chưa hợp, nhưng chuyện đấy không sao cả. Chúng ta có cơ hội được trải nghiệm và chúng ta sẽ chọn ra cái gì hợp với mình nhất, bởi vì đấy là khẩu vị riêng của từng người, mà đã khẩu vị không có chuyện đúng sai cho tất cả mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng mời mọi người trở về khu vực chính của ngôi nhà Nhập Gia Tùy Tục. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã kết thúc một tập tiếp theo về văn hóa ăn uống của người Việt Nam dưới góc nhìn của rất là nhiều những anh em đến từ các quốc gia khác nhau. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20 giờ 30 phút thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Quý vị hãy nhớ đón xem để xem đại gia đình của chúng tôi sẽ hành xử thế nào trong từng tục lệ riêng, trong từng văn hóa riêng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.